Tôi bây giờ anh vẫn Ok. Rồi câu trả lời, Harry sẽ trả lời của câu hỏi bạn Thủy Dung. Thì có bao giờ chủ động mời không? Không, không bao giờ. Bạn ấy không bao giờ mời ai. Tức là mời người khác thì có, mà mời Harry thì không có rồi. Tại vì Harry hồi này cũng có nói rồi, Harry với Sơn Tùng không thân thiện lắm. Nói chung là hai người thì kiểu như là vẫn đến giờ này vẫn có cái gì đó hơi ngại ngại. Tức là hai người vẫn thương thương nhau, mến với nhau, nhưng mà nói thì toàn là nói đâm không à. Nói chung là ăn uống ngoài cái thời gian đó thì không có, chưa bao giờ có. Ừ, đúng rồi.